Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video hôm nay của kênh Social TV. Tiếp tục trong video hôm nay, Social xin cập nhật một số thông tin mới nữa nha mọi người. Sáng hôm nay thì quản lý Diễm Phạm đã cùng với đoàn xe của Buddha Chay lên đường đi làm từ thiện ở tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An nha mọi người. Tại nơi này, xe quán ăn của Buddha Chay đã làm đồ ăn nóng hổi tại chỗ luôn và đã tặng cho bà con cơ nhỡ ở tại nơi đây. Hôm nay tháp tùng trên chuyến xe này còn có cô bé Phạm Thiên Ngân. Trong lúc anh đầu bếp đang nấu nướng các món ăn thì Thiên Ngân đứng cạnh bên đó góp lời ca tiếng hát của mình làm cho không khí thêm phần sôi động. Thì quản lý Diễm Phạm đứng live stream chia sẻ tình hình ở tại nơi đây. Có rất đông bà con, cô bác, anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đã đứng chờ để nhận được phần cơm nghĩa tình này. Và buổi livestream này đã được Diễm Phạm chia sẻ trên trang cá nhân, nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Cũng như fan hâm mộ đã vào xem, để lại những bình luận hết sức là đông đầy tình cảm. Khen cho Diễm Phạm quản lý quán chay có hiệu quả và đặc biệt luôn mang đến những bữa cơm nóng hổi cho bà con. Và theo Diễm Phạm chia sẻ thì chiếc xe màu xanh của Buddha Chay sẽ xuất hiện nhiều nơi hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và Diễm Phạm cùng với anh em ekip quán Buddha Chay đã phải làm việc hết công sức để mang tới những bữa ăn ngon, nóng hổi vừa mới ra lò cho bà con cô bác ở những nơi mà xe Buddha Chay đi làm từ thiện. Bên cạnh đó, mọi người cũng dành nhiều lời khen ngợi cho bé Út Phạm Thiên Ngân. Hôm nay, bé Út Phạm Thiên Ngân ăn mặc rất là dễ thương. Trên vai luôn mang chiếc ba lô, nhưng mà Thiên Ngân đã cố gắng đứng hát giữa trời nắng nóng như vậy, thì nhận được rất nhiều lời ngợi khen cho tinh thần của bé. Vậy là tranh thủ lúc không có học thì Thiên Ngân đã cùng với ba Diễm Phạm làm từ thiện. Bên cạnh các anh chị em cô chú làm việc ở quán chay nha mọi người. Kế đến là thông tin từ show diễn của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mới đây, như chúng ta đã biết, phòng trà Đồng Dao có chia sẻ show ngày 19 tháng 1 năm 2024. Trước đó là đêm nhạc Chỉ Mình Ơn ca sĩ Mạnh Quỳnh với chủ đề là Cho Nhau Nụ Cười Xuân. Nhưng mà cũng chính mới đây, phòng trà Đồng Dao đã thay đổi cái poster ngày 19 tháng 1 này, đó là đêm nhạc của các bài hát về tác giả là Vinh Sử Trần Thiện Thanh và chủ đề là Lâu Đài Tình Ái. Đặc biệt có hai khách mời đang đứng chung poster với ca sĩ Mạnh Quỳnh, đó là Trắc Long và Yuki Ánh Bùi. Thì khi mà Ánh Bùi xuất hiện trên poster của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã nhận vô số lời hỏi của fan hâm mộ, tại vì mọi người cứ tưởng trong các show diễn trong năm 2024 cũng như cuối năm âm lịch thì sẽ có các bé con gái của anh tham gia. Nhưng bây giờ Ánh Bùi xuất hiện trên poster như vậy và fan hâm mộ đã phật ý đặt nhiều câu hỏi, tại sao trong show diễn không có các con gái của Mạnh Quỳnh mà lại có Yuki Ánh Bùi, và thật sự mọi người đang thất vọng rất nhiều. Nhiều câu hỏi đặt ra ở dưới phần bình luận khi mà phòng trà Đồng Dao chia sẻ cái poster của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Show này sao không có đàn gà con mà lại có Ánh Bùi? Thật là khó hiểu. Hé lộ hai poster rồi mà không thấy show nào có đàn gà con. Ông bà mình thường hay nói, thừa người nhà mới ra người ngoài chứ. Danh ca này hành động thật là khó hiểu. Thất vọng về anh nhận các con mà không có xíu trách nhiệm nào. Thương các bé cha về mấy lần mà không được hát show nào. Thực ra đây cũng là một câu hỏi mà fan hâm mộ đang dành cho ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vì mọi người đang rất hóng chờ các show diễn, trong đó có anh cùng với các bạn trong đàn gà con. Và thực sự trong thời buổi khó khăn như thế này, việc mà các bé có được một show cũng sẽ làm cho fan hâm mộ thêm yên lòng, vui hơn. Và đợt
về tháng 10 vừa rồi của ca sĩ Mạnh Quỳnh, không có các bé tham gia nên fan phần nào hụt hẫng và đang mong chờ trong những ngày cuối năm hoặc đầu năm mới. Nhưng mà bây giờ hai poster xuất hiện đều không có các bé tham gia. Do đó, vô số lời phàn nàn cũng như câu hỏi của fan dành cho ca sĩ Mạnh Quỳnh càng nhiều hơn nữa. Có fan còn để lại bình luận khá là thực tế. Nếu không có show cùng với ba Mạnh Quỳnh, vậy thì fan chúng ta hãy cùng vào kênh YouTube của Đàn Gà Con để cày view ủng hộ cho các bé đi. Đặc biệt là dạo gần đây, bé Úc Phi Như cũng có ra nhiều bài hát mới. Vậy thì mọi người hãy cùng vào trang YouTube của bé Phi Như xem các ca khúc mới này nhé, để ủng hộ tinh thần cho bé Phi Như. Kế đến là thông tin mới từ ca sĩ trẻ Ji Yuno. Mới đây thì Ji Yuno đang cảm thấy hạnh phúc, chia sẻ một dòng status dài. Ji Yuno vinh dự được tham gia hoạt động cùng nhóm thiện nguyện hát để sẻ chia, Singing for Sharing. Những người trẻ mang lời ca tiếng hát để quyên góp, để đóng viện phí cho các trẻ em nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học. Nhóm được thành lập từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động đã quyên góp được hơn 2 tỷ 200 triệu cho các bé. Thật sự nể phục tinh thần và sự nhiệt huyết của các bạn. Chúc nhóm sẽ ngày một phát triển hơn để lan tỏa năng lượng tích cực, thiện nguyện đến tất cả mọi người. Và chắc chắn có thời gian, Duy sẽ tiếp tục tham gia, đồng hành cùng mọi người. Vậy là Yuno có dịp tham gia vào nhóm thiện nguyện này và nhóm thiện nguyện này trong thời gian qua cũng đã có những thành tích đáng kể, huy động quyên góp để cùng giúp đóng viện phí cho các trẻ em trong các bệnh viện nhi đồng. Đây là một nhóm làm việc thiện nguyện và thành quả như vậy thì hẳn người xem rất là xúc động phải không thưa quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn. Thì Yuno đã được hội ngộ với nhóm và góp một phần công sức nhỏ, và Duy cũng đã tự hứa trong thời gian tới sẽ tham gia nhiều hơn cùng với nhóm thiện nguyện này. Bên cạnh đó, sau khi đoạt giải quán quân của chương trình Người kể chuyện tình thì Yuno cũng thường xuyên có mặt trên đài truyền hình. Mới đây, Yuno chia sẻ những bức ảnh khi ghi hình tại đài truyền hình. Chuyện cũ mình bỏ qua, Tết này cùng cười lên, ha ha ha. Đi quay gặp hoài, chụp hình hoài mà chưa có hát chung bài nào luôn, Phan Như Thùy. Những bức ảnh Yuno chia sẻ rất là trẻ trung, năng động cùng với một vài bạn diễn trong chương trình vừa đoạt giải quán quân vừa qua cũng nhận được rất nhiều lời khen về ngoại hình cũng như những kế hoạch trong dịp tới đến xuân về của Yuno đã được khán thính giả đón nhận và đang ngóng chờ.